thưa quý vị và các bạn thời gian qua các đối tượng chống phá cực đoan phản động thiếu thiện trí đã coi xuất bản là một mặt trận chiến lược để tấn công bằng nhiều phương thức thủ đoạn thực tế này đòi hỏi chúng ta vừa tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của xuất bản trong đời sống đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng đồng thời nhanh chóng nhận diện có những phương thức đấu tranh hữu hiệu nhằm kịp thời ngăn chặn những âm mưu thủ đoạn đen tối phần đầu của chương trình hôm nay là bài viết đăng trên báo Nhân dân của tác giả Thành Nam có tiêu đề Nhận diện đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đề cập hoạt động xuất bản, tại đại hội lần thứ 13, đảng ra nêu rõ định hướng. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet kiên quyết đấu tranh loại bỏ các sản phẩm thông tin độc hại xuyên tạc phản động ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị xã hội thuần phong mỹ tục thực tế cho thấy bên cạnh những thành tựu đã đạt được thời gian qua ngành xuất bản đồng thời phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức đặc biệt các đối tượng chống phá cực đoan phản động thiếu thiện trí coi đây là một mặt trận chiến lược trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng để tấn công bằng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi núp dưới danh nghĩa tự do ngôn luận, một số hội, nhóm, tổ chức in ấn, phát hành trái phép những cuốn sách được rêu rao là bảo vệ dân chủ, nhân quyền, khai dân trí, nhưng thực chất là chống phá đảng, gây bất ổn xã hội, hồng lật đổ chế độ. Tiêu biểu có thể kể đến cái gọi là nhà xuất bản tự do. Tháng 2 năm 2019, dù không được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền, nhưng nhà xuất bản tự do đã ra đời hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật. Thông báo mới đây trên trang Facebook của tổ chức này cho biết, tính đến tháng 8 năm 2022 đã xuất bản 29 đầu sách giấy và ebook với nhiều thể loại và dòng sách khác nhau. Tổ chức này cũng không hề che giấu mục đích hoạt động của mình khi xuất bản phẩm được chia thành các nhóm chủ đề như dòng sách đấu tranh, dòng sách chính trị, dòng sách chính sách dòng sách tố cáo tội ác của nhà cầm quyền, hồi ký, ký. Nội dung các cuốn sách được nhà xuất bản tự do đứng ra in ấn phát hành tiêu biểu như các cuốn Cách làm cách mệnh, phản kháng phi bạo lực, chính trị bình dân, bầu cử tự do và công bằng, giải trình hiến pháp Việt Nam Dân Chủ 2021, nhật ký một thằng hèn, đều có nội dung xuyên tạc chống đối đảng và nhà nước kích động lôi kéo người dân tham gia biểu tình chống phá chế độ. Sự xuất hiện những cuốn sách này trên thị trường không chỉ tác động tiêu cực đến hoạt động xuất bản lành mạnh mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị xã hội tại Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, các cá nhân tham gia hoạt động bất hợp pháp của cái gọi là nhà xuất bản tự do với tư cách là tác giả, đại diện nhà xuất bản thường xuyên đăng tải thông tin bôi nhọ Đảng, nhà nước vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, móc nối, tạo dựng lực lượng chống đối, kêu gọi Việt Nam phát triển xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây, tìm kiếm sự hậu thuẫn của chính giới nước ngoài can thiệp vào nội bộ của Việt Nam, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hoạt động bất chấp pháp luật của nhà xuất bản tự do cho thấy sự ngông cuồng của một hội nhóm có tham vọng dựng lên một đơn vị xuất bản ngoài lề để đối trọng với các nhà xuất bản chính thống, từ đó rắp tâm thực hiện những âm mưu đen tối. Hoạt động của cái gọi là nhà xuất bản tự do chỉ là một trong nhiều sự việc tiêu cực nổi cộng gần đây, phần nào cho thấy những diễn biến phức tạp, khó lường trong lĩnh vực xuất bản. Đáng lo ngại là một số đối tượng lợi dụng công nghệ in ấn cũng như ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng hiện đại để tổ chức in ấn và phát tán các xuất bản phẩm có nội dung chưa được kiểm duyệt tới cộng đồng qua nhiều kênh khác nhau. Trong số đó, không ít cuốn sách mang danh nghĩa hồi ký, tự truyện nhưng được viết từ những ẩn ức bất mãn hận thù cá nhân để rồi người viết mặc sức đưa ra những nhận định đánh giá phiến diện, thù địch, ác ý, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ thần tượng, phủ nhận thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, gây chia rẽ nhân dân với Đảng và nhà nước. đáng buồn là tham gia vào dòng sách bên lề đó có một số văn nghệ sĩ nổi tiếng những người từng có vị trí cao trong cơ quan nhà nước có tầm ảnh hưởng trong xã hội chính vì vậy nhiều độc giả nhẹ dạ thiếu hiểu biết đã vội vã tìm đọc vô tình cổ suý những tác phẩm có nội dung độc hại thời gian gần đây các đối tượng xấu còn triệt để lợi dụng việc xuất bản ở nước ngoài để hợp thức hóa những xuất bản phẩm có nội dung phản động rồi mang trở lại việt nam cùng với đó một số đối tượng lợi dụng kẽ hở trong hoạt động xuất bản nhất là hình thức sách xã hội hóa sách liên kết xuất bản tuồn những tác phẩm có nội dung xấu độc hòng qua mắt các biên tập viên qua mắt cơ quan quản lý nhà nước để được cấp phép và in ấn theo con đường chính thống rồi từ đây len lỏi xâm nhập vào hệ thống phát hành trên cả nước nội công ngoại kích các ấn phẩm ngoài luồng độc hại xâm nhập đời sống xã hội đã và đang gây ra những hệ lụy khó lường ngay sau khi phát hiện những xuất bản phẩm có nội dung phản cảm, xuyên tạc, bôi nhọ cá nhân tổ chức, vu cáo chế độ, các cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi. Tuy nhiên, nhiều cuốn đã kịp bán hết trước khi lệnh thu hồi được phát ra, cũng như nhiều người đã kịp tìm đọc trước khi sách bị ngưng phát hành. Thực tế, có những cuốn sách chỉ cần đọc qua vài trang đã có thể nhận thấy rõ nội dung không phù hợp để được cấp phép, nhưng rốt cuộc chúng vẫn được in ấn xuất bản công khai. Tại sao có tình trạng con voi chui lọt lỗ kim trong hoạt động xuất bản như vậy? dư luận đặt câu hỏi về việc có hay không sự vô trách nhiệm, chủ quan dẫn đến để trống chân địa của một số nhà xuất bản trong việc thực hiện chức trách gác cửa cấp phép đổ ra cho các xuất bản phẩm. Vì nếu làm chặt chẽ từ bước tiếp nhận bản thảo, biên tập, trình duyệt lãnh đạo cho đến bước cấp phép cuối cùng những cuốn sách có nội dung sai phạm, độc hại sẽ khó lòng đi qua chót lọt. Những diễn biến phức tạp trong lĩnh vực xuất bản thời gian qua cho thấy đây là một mặt trận rất nóng bỏng, cần được các cấp ngành quan tâm, có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Ngành xuất bản có vai trò hết sức quan trọng trên mặt trận tư tưởng lý luận của Đảng và là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Không thể phủ nhận những nỗ lực của ngành xuất bản suốt 70 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt những năm gần đây để góp phần cung cấp kịp thời thông tin chính thống đến người dân, góp phần định hướng dư luận, phản bác những thông tin bịa đặt sai sự thật, ngành xuất bản đã chú trọng in và phát hành nhiều văn bản tài liệu tuyên truyền phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thành tựu của Việt Nam trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là bảo đảm và thực thi quyền con người dưới hình thức in truyền thống và ấn bản điện tử. Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, xu hướng toàn cầu hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Cũng như nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác, xuất bản sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn, cũng như phải đối mặt với nhiều âm mưu thủ đoạn chống phá từ các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện trí, nhất là việc phát tán ấn phẩm tài liệu phản động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Chính vì vậy, công tác xuất bản, phát hành ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền cần nâng cao về số lượng và chất lượng cũng như hình thức in ấn cần phù hợp với đối tượng tiếp nhận để hiệu quả tuyên truyền đạt được kết quả tốt nhất. Các xuất bản phẩm cần kịp thời đến tay người dân, nhất là người dân ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, hoạt động của các đơn vị xuất bản cần được kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập viên, tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản để thích ứng kịp thời xu hướng phát triển của thế giới và khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng. Mỗi nhà xuất bản phải là bộ lọc để chọn được những tác phẩm có giá trị đích thực, dũng cảm từ chối những bàn thảo tầm thường, vô bổ, không phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, như chỉ đạo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam. Để phát hiện, xử lý kịp thời các xuất bản phẩm in trái pháp luật từ bên ngoài xâm nhập vào trong nước, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng có liên quan như Cục xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương, Cục xuất nhập cảnh, Bộ Công an cần chủ động dự báo, nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hội nhóm, cá nhân thường có hoạt động xuất bản, phát tán các ấn phẩm, tài liệu chống phá đất nước, tích cực tuyên truyền, vận động người dân không tìm đọc hoặc tiếp tay cho những xuất bản phẩm chưa được cấp phép bởi đơn vị chức năng có thẩm quyền. Kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng về những ấn phẩm, tài liệu có nội dung vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản 2012, về những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản. Mỗi độc giả, đặc biệt là độc giả trẻ, cần phải tự hình thành bộ lọc tốt để lựa chọn cho mình những xuất bản phẩm có nội dung tích cực, bổ ích, từ chối những sản phẩm có nội dung độc hại, ngoài luồng. Đó cũng là cách thiết thực để góp phần giúp ngành xuất bản đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của độc giả, trở thành một bộ phận quan trọng của công nghiệp văn hóa, tác động tích cực vào nhận thức xã hội, góp phần tạo lập sức mạnh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trong một bài viết đăng trên tạp chí Cộng sản có tiêu đề Những vấn đề đặt ra đối với báo chí xuất bản hiện nay, tác giả Phạm Quế Hằng đã đề xuất một số vấn đề đối với hoạt động báo chí và xuất bản trong điều kiện hiện nay. Một là, nhận thức rõ hơn những hạn chế trong công tác quản lý báo chí và xuất bản để kịp thời khắc phục. Cần bổ sung các quy chế về phối hợp chỉ đạo định hướng báo chí của các cơ quan chức năng quy định rõ trách nhiệm của mỗi đảng viên khi phát ngôn, viết bài trên mạng xã hội, chú trọng công tác nghiên cứu lý luận báo chí xuất bản để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng và yêu cầu định hướng chính trị tư tưởng giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh tế trong lĩnh vực này. Hai là tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chủ quản báo chí xuất bản và các cơ quan tuyên giáo thông tin kiện toàn bộ máy các cơ quan báo chí xuất bản theo hướng tinh gọn thiết thực hiệu quả theo quy hoạch quản lý và phát triển báo chí mới tập trung định hướng hoạt động của báo chí xuất bản nâng cao bản lĩnh chính trị ý thức trách nhiệm năng lực và chất lượng của đội ngũ phóng viên biên tập viên cả về chính trị tư tưởng trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp xây dựng và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng đoàn thể trong các cơ quan báo chí xuất bản nhằm đào tạo bồi dưỡng những người làm báo chí xuất bản kiên trung trên mặt trận văn hóa tư tưởng ba là tăng cường công tác quản lý định hướng thông tin nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền cổ động trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức kinh tế số nền kinh tế nước ta có nhiều cải thiện tích cực nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn thách thức những nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đòi hỏi cần đẩy mạnh công tác tư tưởng, cổ vũ động viên toàn thể nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, chung sức đồng lòng, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng đất nước, trong đó báo chí xuất bản là lực lượng đi đầu. 4. Là phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của báo chí xuất bản, với tinh thần trách nhiệm và xây dựng cao. Hoạt động góp ý, phản biện của báo chí phải trên tinh thần xây dựng, đúng chức năng nhiệm vụ, đúng lúc, đúng chỗ, và tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Báo chí tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm của nhân dân trong cuộc đấu tranh chống những việc làm sai trái tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.